Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin thời tiết được cập nhật trong bản tin thời tiết trưa nay của chúng tôi. Thưa quý vị, từ hôm qua đến sáng ngày hôm nay, tại Bắc Bộ trời khá nhiều mây và giá rét. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ dao động từ 14 đến 16 độ, vùng núi còn xuống đến 11 đến 13 độ. Trưa và chiều trời không có nắng khiến cho nhiệt độ xuống mức thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua cũng chỉ vào khoảng 17 cho đến 19 độ. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn trời còn rét đậm rét hại với nhiệt độ trung bình ngày không vượt quá 13 độ. Ngày hôm nay thì nhiệt đã có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì tình trạng giá rét. Các tỉnh miền Trung ngày hôm nay cũng là một ngày trời nhiều mây âm u, có nơi còn có mưa rải rác. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tương đối rét, nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu như không vượt quá được 20 độ. Theo dự báo, từ 1 đến 3 ngày tới, không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu và di chuyển ra phía đông. Nên trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc Bộ trời không mưa, trưa chiều mai còn giảm mây và hửng nắng. Nhiệt độ trong không khí sẽ tăng nhanh trở lại và đạt mức 23-25 độ vào trưa và chiều. Riêng vùng núi phía Tây có nơi còn lên tới mức 26-27 độ, trời ấm áp hơn. Tuy nhiên vào khoảng ngày 22, tức là thứ Bảy, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ tăng cường xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Trời chuyển sang trạng thái nhiều mây có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt lại giảm dần xuống từ 3-4 độ. Sau đó sang đến ngày Chủ nhật, khi mà nằm sâu trong lưỡi cao lạnh lục địa khô thì các tỉnh miền Bắc sẽ hết mưa nhanh chóng. Trời khô hanh nhưng nhiệt độ sẽ giảm mạnh thêm. Trời giá rét, vùng đồng bằng có khả năng rét đậm. Một số nơi vùng núi còn xảy ra tình trạng rét hại nên bà con nơi đây cần chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm và có biện pháp che chắn chuồng trại cho trâu bò tránh rét. Trong hai ngày tới, mưa ở miền Trung sẽ giảm xuống ở diện vài nơi, ngày nắng trở lại và nền nhiệt tăng dần. Sau đó đến khoảng chiều tối và đêm ngày 22 thì các tỉnh miền Trung sẽ đón nhận một đợt mưa mới. Mưa lan dần từ Bắc xuống Nam tới tận Phú Yên và Khánh Hòa. Nền nhiệt của miền Trung giảm mạnh. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 21, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Vào ngày 22 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm dần, sang ngày 23 thì trời lại hết mưa, nhưng nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 21 tháng 12 nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, nhiệt độ tăng và trời ấm áp. Vào ngày 22 thì trời chuyển nhiều mây, mưa bắt đầu xuất hiện các tỉnh vùng núi, sau đó lan dần xuống đồng bằng, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Sang ngày 23 thì trời hết mưa, nhưng nhiệt độ giảm mạnh, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần và trời chỉ còn rét về đêm và sáng tại các tỉnh phía Bắc. Từ chiều tối và đêm của ngày 22 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt lại có xu hướng giảm, trời chuyển rét trên toàn khu vực. Tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, vào ngày 21 và ngày 22, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo, nền nhiệt có xu hướng tăng từ khoảng 2 cho đến 3 độ. Vào ngày 23 thì trời chuyển nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực phía Bắc còn có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Vùng cao Tây Nguyên trong những ngày tới tiếp tục ít mưa và ngày nắng, nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm dần. Vào ngày 23 tháng 12 thì toàn khu vực trời rét vào đêm và sáng. Tại các tỉnh Nam Bộ, trong những ngày tới, khu vực này duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt có xu hướng giảm dần và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ còn đạt mức từ 31 cho đến 33 độ. Một vài nơi tại khu vực miền Đông, đêm và sáng trời còn se lạnh với mức nhiệt chỉ vào khoảng 20 cho đến 22 độ. Phần tiếp theo sẽ là những dự báo cho khu vực miền Đông. Không khí lạnh suy yếu nên trong ngày mai tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển sang hướng đông và hoạt động giảm dần chỉ còn ở mức cấp 5. Trời nắng ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng giảm xuống cấp 5 có lúc cấp 6, nhưng tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông làm cho tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km. Từ ngày 22 thì không khí lạnh được tăng cường mạnh, nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong khoảng ngày 22 thì không khí lạnh sẽ được tăng cường khá mạnh, gây ra mưa nhỏ rải rác và làm cho nền nhiệt giảm mạnh tại Bắc Bộ. Khu vực miền Trung cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tại khu vực Bắc Bộ vào ngày 23 tháng 12 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có rét hại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.